quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người nhà ở liền kề cũng như là đất thổ cư có diện tích trên sổ đỏ từ 30m² trở lên và có một số giá bán chỉ từ 600 triệu đồng. Tất cả các dự án bên em đều đã có sổ đỏ chính chủ rồi và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Hiện tại em đang đứng trước một vị trí căn nhà mới của bên em có diện tích là 31m² và có cái giá chào giá là 1.330 triệu đồng. Nhà được thiết kế là xây 3,5 tầng. Hiện tại thì em đang đứng phía trước cửa của ngôi nhà đây ạ. Mặt tiền của ngôi nhà là 3,5 m, hướng nhà là hướng đông nam và ngõ trước nhà là 2m, cách đường ô tô chạy là 30m nha mọi người. Hiện tại em đang đứng phía cửa chính của ngôi nhà đây. Cửa chính của ngôi nhà là được làm bằng cửa cuốn nha mọi người ơi. Cửa cuốn ạ. Đấy. Thì là hiện tại em đang bấm cửa lên rồi. Hiện em mời mọi người đi vào phòng khách của ngôi nhà cùng em nhé. Phía đây là phòng khách của ngôi nhà. Với cái diện tích này thì là phòng khách rất là rộng. Hiện tại thì ở bên em ở đây thì là tủ bếp của em chưa lắp đặt. Nên là cái đấy thì khi mọi người mua nhà về thì có thể là lắp đặt theo cái ý muốn của mình ạ. Còn tiếp tới là em mời mọi người lên tầng 2 của ngôi nhà nhé. Tầng 1 này của ngôi nhà là có một nhà vệ sinh ạ. Đây có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của tầng 1 này thì là có một bồn cầu cũng như là vòi xịt và có một lavabo. Đây ạ. Tiếp tới mọi người lên tầng 2 của ngôi nhà. Hệ thống cầu thang tay vịn được làm bằng gỗ và sắt hộp. Mời mọi người lên cùng em xem tầng 2 nhé. Tầng 2 của ngôi nhà thì là được thiết kế một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh của ngôi nhà đây ạ. Phòng vệ sinh của ngôi nhà rất là rộng rãi, trang bị đầy đủ thiết bị bồn cầu, lavabo cũng như là hệ thống sen tắm, đầy đủ cả sen tắm cây cũng như là chậu rửa mặt. Tất cả các chất liệu này là đều làm bằng Toto nha mọi người ơi, đều là hàng nhập khẩu hết ạ. Tiếp theo là phòng đây là phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà. Với cái thiết kế là 30m² như thế này thì là phòng ngủ tầng 2 một phòng thôi, rất là rộng rãi, có cửa sổ mở ra mở vào rất là thoáng. Cái nền của cái tầng 2 này của em thì là được lát gạch vân gỗ, giả gỗ rất là đẹp, rất là sang, gạch thẻ rất là sang, toàn bộ hệ thống đèn led trần thạch cao cũng đều được lắp đầy đủ hết rồi. Tiếp tới thì mời mọi người lên tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế cũng y như là tầng 2, cũng là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đó mọi người thấy. Với cái tông màu trắng và đen thôi rất là nổi bật cho toàn bộ ngôi nhà. Trên này cũng được lát gạch thẻ. Đây là gạch thẻ giả gỗ. Rất là sang trọng và rất là đẹp. Tông màu nâu nữa và với cái màu sơn thừa màu trắng thì làm cho cái phòng ngủ nó rất là nổi bật cũng như là tinh tế. Đây là cửa của ngôi nhà đây, cửa của cái cửa thông phòng của căn này màu đá rất là đẹp, trang nhã, màu trắng là xinh. Cái phần trong phòng này của tầng 3 cũng như tầng 2 em vừa giới thiệu với mọi người đầy đủ hết hệ thống sen tây tắm cũng như là bồn cầu lavabo. Tiếp tới mọi người lên tầng 4 cùng em. Tầng 4 của ngôi nhà thì đã được thiết kế một phòng và một ban công. Một phòng thờ và một ban công.
Đó, mọi người có thể nhìn thấy luôn là cái phòng thờ này rất là thoáng. Rất là thoáng ạ. Đấy. Và căn phòng căn nhà này là có một cái ban công rất là xinh. Để mọi người có thể phơi quần áo cũng như là có thể trồng hoa, trồng rau. Em nói lại với mọi người về vị trí căn nhà này. Vị trí căn nhà này là thuộc tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Có cái diện tích là trên sổ chính xác là 30,9m2. Và có giá chào bán là 1 tỷ 330 triệu. Tất cả là đều đã có sổ đỏ chính chủ. Và bên em có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình em ánh, 0983 013 403, hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì hay thì có like kênh cũng như là đăng ký kênh và chia sẻ với nhiều người cùng biết, để mọi người có thể nhận thêm được nhiều thông tin bổ ích hơn thì bấm vào đăng ký kênh giúp em ạ. Em xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều.